Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting, bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em khuyết dạ. Điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ, còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á, thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Về thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách hàng là thượng đế mà không cãi người ta luôn, rồi mất khách của chủ la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi được chuyện. Hay mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ, cũng có khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó, mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lại nâng. Lát bên kia giờ chị cho cái anh kia anh nằm đó, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ, chắc nổi. Ồ, ghê vậy. Em bê lên nổi không? Dạ, mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không, thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có rồi gì đó. Là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ, dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói. Em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau chứ hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm. Hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Dạ không. Không có, khỏe.
Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả? Đơn giản quá vậy. Đơn giản, dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4-5 chai. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi tôi nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1,5m là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng, cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi. Có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, dạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây đi với ba em. Em chào bác, em chào bác. À, rồi, chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô bên đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có bác. Đạo không? Dạ con này con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Bác hỏi một câu vậy thôi, bác kia bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận với nhau nha. Mở rào. Chập rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổng chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tất. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là... Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em làm nhắc thiệt không chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu. Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cơ, đứng... nằm đi cơ. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thể thử sao được không chị? Không, phải thử được có khỏe không chứ. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm dài coi gì đau có chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ủa chừng nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó gì đâu ngại mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm, hôm nay lên đây thì hơi run một chút.
Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, thế nên chính tình yêu như là cố tình. Nhớ lắm anh ơi, phù vào những câu dân hơn. Mỗi khi nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư, nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ chứ em... Em cảm nhận chị. Em đơ chứ em cảm nhận gì, em nói chị nghe coi em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ em nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Vậy em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em, ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy? Không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á, thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em. Còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, trời dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng.